Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp kinh doanh đã bỏ qua lợi ích kinh tế để cùng chính phủ, chính quyền các cấp và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, an toàn. Dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới. Việt Nam đang trong thời khắc then chốt trong cuộc chiến chống dịch. Với mong muốn chung tay cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam, mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Lưới điện Phương Nam Trung Quốc CSG đã thông qua Bộ Công Thương Việt Nam trao tặng một số vật tư y tế cho Việt Nam bao gồm 6.000 khẩu trang N97, 37.500 khẩu trang y tế, 3.000 bộ bảo hộ y tế và 6.000 chai nước rửa tay khô sát khuẩn. Đặt trong bối cảnh cả thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng đang nêu cao tinh thần chiến đấu với dịch bệnh nguy hiểm, những vật tư y tế này đã khiến nhiều người cảm thấy thêm ấm lòng trước dịch bệnh đang hoành hành.